thống kê của Liên đoàn các hiệp hội Alzheimer trên toàn thế giới ADE, cứ mỗi 3 giây sẽ có một người trên thế giới bị sa sút trí tuệ. Vào năm 2020, có hơn 55 triệu người trên thế giới sống chung với sa sút trí tuệ, và con số này có thể sẽ gấp đôi mỗi 20 năm, đạt 78 triệu vào năm 2030 và 139 triệu vào năm 2050. Và Alzheimer là căn bệnh phổ biến nhất trong số đó. Thực sự là những con số đáng sợ, phải không nào? Vậy con người chúng ta có thể làm gì đối với căn bệnh này? Mới đây, các nhà nghiên cứu đã công bố về hiệu quả tích cực của loại thuốc mới có tên là donanemab trong việc điều trị Alzheimer giai đoạn đầu. Và chào mừng bạn tới với số podcast ngày hôm nay của series Radio Toàn Cầu Hóa với chủ đề donanemab, tín hiệu đáng mừng cho các bệnh nhân Alzheimer. Và tôi là Thu Huyền, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast này. Trước khi bước vào phần nội dung chính, có thể bạn sẽ thắc mắc về lý do tại sao tôi lựa chọn chủ đề đầy học thuật với chuyên sâu này. Xuất phát từ một câu chuyện hơi cá nhân một chút, tôi đã có trải nghiệm đối với người mắc bệnh Alzheimer khi còn là một đứa trẻ. Đó là một người thân mà tôi không tiện nhắc tên ở đây. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, tình hình của người đó cũng đã khá nghiêm trọng mà khó có một phương pháp nào có thể can thiệp một cách hiệu quả. Ở thời điểm đó, điều trị bằng thuốc không còn hiệu quả nên gia đình đã chọn lựa điều trị không dùng thuốc, tức là hoàn toàn dựa vào việc chăm sóc và điều trị bằng tình yêu thương của người thân. Nếu như là một phép so sánh thì Alzheimer cũng giống như ung thư về mặt trí tuệ vậy. Nó hủy hoại đi nhận thức, ký ức của người bệnh trong một thời gian dài, khiến cho họ không còn có thể tận hưởng cuộc sống một cách bình thường được nữa. Vậy nên có thể nói tôi có sự quan tâm đặc biệt đối với Alzheimer cũng như các phương pháp điều trị đối với căn bệnh này. Khi lần đầu nghe bản tin về donanemab cũng như những hiệu quả được chứng minh qua thử nghiệm, thực sự tôi đã tò mò rằng đó là gì, nó hoạt động như thế nào mà lại đem lại kết quả tốt như thế. Nếu như trong trường hợp người thân ấy của tôi cũng được trải nghiệm phương pháp này, liệu có gì thay đổi hay không? Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong đầu, và đó cũng là lý do giải thích cho sự ra đời của tập podcast ngày hôm nay. Ngoài việc truyền tải tới các bạn một nguồn tin mới, một tín hiệu đáng mừng, đây cũng là nơi chúng ta ngồi xuống cùng nhau và bàn luận, phân tích dưới góc nhìn của những người ngoài ngành, những người có người thân mắc bệnh hay những người quan tâm tới sức khỏe và y tế nói chung. Và biết đâu đây thực sự là một tia hy vọng mới cho những người mắc bệnh hoặc có người thân đang mắc bệnh Alzheimer. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh mang tên Alzheimer. Trước khi đi vào tìm hiểu Alzheimer là bệnh gì, chúng ta hãy cùng tìm ngược về quá khứ, về sự ra đời của căn bệnh này. Bệnh Alzheimer được đặt tên theo vị bác sĩ tâm thần lâm sàng và nhà giải phẫu thần kinh Alois Alzheimer. Vào ngày 3 tháng 11 năm 1906, ông đã có bài báo cáo mang tên Một quá trình bệnh nghiêm trọng đặc biệt ở vỏ não tại cuộc họp lần thứ 37 của các bác sĩ tâm thần Tây Nam Đức ở Tübingen. Các bệnh đầu tiên được phát hiện là trường hợp của một người phụ nữ 51 tuổi có tên là August Detter tại Bệnh viện tâm thần Frankfurt vào ngày 25 tháng 11 năm 1901. Bệnh nhân là học trò của Johann Alzheimer, là ông nội của bác sĩ Alois khi ông dạy ở Kassel. Bà được ghi nhận có một số hành vi bất thường như rối loạn trí nhớ ngắn hạn, mất phương hướng và chứng khó đọc. Cuối cùng, bà mất hết khả năng nhận thức và qua đời vì nhiễm trùng máu và viêm phổi vào ngày 8 tháng 4 năm 1906. Bác sĩ Alois Alzheimer đã nghiên cứu kỹ lưỡng các triệu chứng của bà trong vòng nhiều năm. Sau khi bà qua đời, bác sĩ Alzheimer đã kiểm tra não của bà và tìm thấy nhiều khối bất thường và các đám xơ rối. Những thứ này là gì và nó liên quan gì tới suy giảm trí nhớ Alzheimer? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần sau. Quay lại với định nghĩa, vậy Alzheimer là gì? Alzheimer là một dạng bệnh suy giảm trí nhớ có liên quan đến tuổi tác, gây nên tình trạng thoái hóa thần kinh và teo nhỏ não, gây ảnh hưởng tới các chức năng của não bộ. Theo quan sát của các nhà khoa học dưới kính hiển vi, mô bị bệnh Alzheimer có số tế bào thần kinh và khớp nối thần kinh ít hơn hẳn so với não bình thường. Một trong số những yếu tố nguy cơ gây suy giảm các chức năng não bộ là amyloid. Amyloid là các protein dạng sợi ở não. Amyloid khi bong ra, vón lại sẽ tạo nên beta amyloid, chính là các khối bất thường mà tôi đã đề cập tới trong trường hợp của bệnh nhân nữ bên trên. Giả thuyết cho rằng beta amyloid gây hại nhất tới cơ thể con người khi nó ở các dạng nhóm, các khối riêng lẻ và mảnh nhỏ. Các mảng protein beta amyloid tích tụ dồn cục giữa các tế bào thần kinh. Các đám xơ rối và beta amyloid có thể gây ra nhiều tác động có hại đến não bộ. Chúng có thể ngăn cản đường dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, làm giảm khả năng hoạt động của các mạng liên kết não bộ. Ngoài ra, chúng có thể kích hoạt các tế bào hệ miễn dịch, góp phần vào quá trình viêm và tổn thương não. Tới đây, chúng ta hãy cùng phân tích ảnh hưởng rõ hơn của beta amyloid tới não bộ của người. Ở não bình thường, hệ thống dẫn truyền được tổ chức thành các sợi song song một cách ngay ngắn, gần giống như đường dây tàu. Các dưỡng chất sẽ được dẫn truyền qua các đường dây tàu này,
để giữ cho các đường dẫn này luôn luôn được thẳng hàng, não cần đến một loại protein có tên là WAU, viết là TAU. Ở một bộ não mắc bệnh Alzheimer qua gãy vụn thành các dãy xoắn, gọi là các đám xơ rối. Không còn WAU, các đường dẫn không còn giữ được thẳng hàng nữa mà tách rời nhau và tan rã. Từ đó không còn đường cho các dẫn chất đi qua và các tế bào thần kinh dần chết đi. Beta amyloid chính là các tác nhân chính gây ra hiện tượng này khi mà nó dồn cục ở giữa các tế bào thần kinh. Dựa theo quan sát và nghiên cứu của các nhà khoa học, sự tiến triển của Alzheimer được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Dù chia ra 3 giai đoạn riêng biệt, tuy nhiên ảnh hưởng của Alzheimer đến tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân là khác nhau, nên tình trạng và dấu hiệu ở các giai đoạn của các bệnh nhân khác nhau cũng sẽ có những điểm khác biệt. Ở giai đoạn đầu của Alzheimer, lượng beta amyloid tích tụ trong não có tăng lên so với trạng thái bình thường. Tuy nhiên, đa số các bệnh nhân có thể vẫn chưa gặp khó khăn gì quá lớn trong sinh hoạt. Bệnh nhân vẫn có thể đi đứng, nói năng, sinh hoạt độc lập, nhưng sẽ bắt đầu có những triệu chứng như quên mất những từ ngữ quen thuộc hay dùng, hay chỗ để những vật dụng hàng ngày, thay đổi tư duy và thái độ. Các triệu chứng ở giai đoạn đầu chưa quá rõ rệt, nhưng vẫn có thể được chẩn đoán qua một số phương pháp như chụp cắt lớp máy tính CT hay cộng hưởng từ hạt nhân MRI. Đến với giai đoạn giữa, đây là giai đoạn dài nhất và có thể kéo dài nhiều năm. Ở giai đoạn này, beta amyloid đã tích tụ đủ lớn để gây ra sự ảnh hưởng đáng kể từ các tế bào thần kinh và mạng liên kết não bộ. Khi bệnh tình tệ hơn, bệnh nhân Alzheimer cần nhiều sự chăm sóc hơn ở giai đoạn đầu. Trong giai đoạn này, các dấu hiệu suy giảm trí nhớ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bệnh nhân có thể bắt đầu có những dấu hiệu rối loạn từ ngữ, cư xử bất thường, ví dụ như là từ chối về nhà, từ chối đi tắm hay các sinh hoạt bình thường. Ở giai đoạn giữa của bệnh, các tổn thương từ tế bào thần kinh cũng bắt đầu gây trở ngại cho việc độc lập diễn đạt suy nghĩ hay thực hiện các hoạt động thường ngày. Đến giai đoạn cuối, các triệu chứng sa sút trí tuệ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc và không thể thực hiện được một cuộc hội thoại hoàn chỉnh hay kiểm soát hành động của bản thân. Bệnh nhân vẫn có thể nói được các từ, cụm từ nhưng khó để giao tiếp với người khác. Trí nhớ và các kỹ năng nhận thức tiếp tục suy giảm, gây nên những sự thay đổi về mặt tính cách. Như vậy, chúng ta đã đi qua phần đầu của podcast này, lý giải về sự ra đời cũng như là Alzheimer là gì. Tôi nghĩ có lẽ phần thông tin phía trên cũng là khá nhiều và có thể sẽ có ai đó cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm. Vậy chúng ta hãy cùng dừng lại và thư giãn một chút, rót cho mình một cốc trà, cốc nước trước khi tiếp tục đến với phần tiếp theo. Tháng 7 năm 2023 vừa rồi, thế giới đã đón nhận một tin tức khá tích cực đối với công cuộc điều trị chứng Alzheimer. Qua nghiên cứu và thử nghiệm, chúng ta ghi nhận tia hy vọng mới, đó là liều thuốc có tên donanemab. Donanemab là một phương pháp điều trị bệnh. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ làm giảm các triệu chứng của Alzheimer, nó còn có thể giải quyết được một trong số những nguyên nhân gốc rễ gây nên căn bệnh. Donanemab là một loại thuốc kháng thể đơn bào. Kháng thể đơn bào là gì? Đó là một phần của hệ miễn dịch liên kết với các protein có hại để tiêu diệt chúng. Đối với donanemab, nó chứa các kháng thể liên kết beta amyloid, tác nhân chính gây nên sự suy giảm chức năng ở bộ não của bệnh nhân Alzheimer. Như tôi đã đề cập ở trên, donanemab là một phương pháp điều trị bệnh, nghĩa là nó có hiệu quả trong việc điều chỉnh bệnh và giải quyết các bệnh tiềm ẩn. Donanemab được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân Alzheimer ở giai đoạn đầu, khi mà các chức năng nhận thức của não chưa bị ảnh hưởng nhiều và bệnh nhân vẫn có thể thực hiện các hoạt động thường ngày một cách độc lập. Thuốc được đưa vào cơ thể bệnh nhân qua phương pháp tiêm truyền. Khi kháng thể được đưa vào não, nó sẽ thúc đẩy việc loại bỏ beta amyloid trước khi nó tạo thành các mảng bám. Ngoài ra, các kháng thể sẽ bao vây lấy các mảng bám đã hình thành, sau đó kích hoạt các tế bào miễn dịch nhằm tiêu diệt các beta amyloid này. Giải thích một cách đơn giản hơn, donanemab hoạt động tương tự như một liệu pháp miễn dịch. Nó sẽ tiến hành truyền đạt tới hệ miễn dịch cách nhận biết và loại bỏ các mảng bám beta amyloid, tác nhân chính gây ra sự suy giảm trí nhớ ở bệnh Alzheimer. Từ đây thì chúng ta hãy cùng đến với một câu chuyện về hai bố con đã từng tham gia vào cuộc thử nghiệm.
Một người đàn ông 80 tuổi có tên là Michael đã tham gia vào cuộc thử nghiệm Donald Map thực hiện một cuộc phỏng vấn với đài BBC nước Anh cùng con trai của mình Mark chia sẻ về trải nghiệm của ông về cuộc thử nghiệm này. Ông Michael chia sẻ, ông cảm thấy may mắn khi đã tham gia cuộc nghiên cứu. Ông nói rằng cảm thấy càng ngày càng tự tin và chắc chắn rằng cuộc nghiên cứu này sẽ thành công không chỉ trong việc giảm bớt đau đớn mà còn có thể giúp ông trở về cuộc sống bình thường. Đồng thời, con trai ông Mark cũng chia sẻ rằng anh chưa từng nhìn thấy bố mình tràn đầy sức sống như vậy trước đây và điều này cũng đem lại cho anh nhiều hy vọng hơn so với tình trạng của bố mình vào 2 năm trước. Đây thực sự là một điểm khác biệt đáng kinh ngạc, Mark chia sẻ cùng đài BBC. Theo công bố của công ty Eli Lilly, donanemab được cho là đem lại kết quả khá tích cực. Nó làm chậm sự suy giảm trí nhớ và khả năng suy nghĩ tới hơn 20%. Bằng chứng từ cuộc thử nghiệm cho thấy rằng việc điều trị bệnh càng sớm thì lợi ích mang lại càng lớn. Ngoài ra, sau một năm dùng donanemab, gần một nửa số người dùng thuốc không bị suy giảm trí nhớ và kỹ năng tư duy. Những người dùng donanemab cũng giảm 40% khả năng suy giảm khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như quản lý tài chính, lái xe và thực hiện các sở thích. Đây là con số đầy hứa hẹn, tuy nhiên đây là chỉ là dữ liệu được rút ra từ cuộc thử nghiệm kéo dài trong vòng 18 tháng, nên tạm thời chúng ta khó có thể khẳng định và chắc chắn về hiệu quả mà donanemab thực sự mang lại trong thực tế điều trị. Để có cái nhìn đa chiều hơn, chúng ta hãy cùng nghe qua một số nhận định của các nhà khoa học, các chuyên gia trên thế giới về loại thuốc này. Tiến sĩ Liz Cohart, phó giáo sư về thần kinh mất chứng mất trí nhớ Đại học Bristol cho biết, kết quả rất tích cực và điều này có nghĩa là trong 1 hoặc 2 năm tới, chúng tôi có thể cung cấp cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp điều trị làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Thuốc dường như mang lại những lợi ích có ý nghĩa, ít nhất là đối với một số bệnh nhân. Những dữ liệu này bắt đầu cho thấy cách chúng ta có thể điều chỉnh phương pháp điều trị sao cho phù hợp với từng bệnh nhân để họ có thể được hưởng lợi nhiều nhất và cách chúng ta có thể hạn chế liều lượng thuốc. Điều này rất quan trọng trong thực hành lâm sàng, đặc biệt khi có những tác dụng phụ và chi phí có thể rất lớn. Tuy nhiên, tác động về nguồn lực của việc thực hiện phương pháp phức tạp này là rất lớn. Chúng ta cần chuyển đổi khả năng tiếp cận các thiết bị quét não và truyền dịch, đồng thời đào tạo lực lượng lao động lành nghề để cung cấp các phương pháp điều trị này. Bệnh Alzheimer là một tình trạng phổ biến và chúng tôi muốn mọi người đủ điều kiện điều trị dựa trên nhu cầu thay vì khả năng tiếp cận bị giới hạn ở những người có đủ khả năng chăm sóc tư nhân hoặc sống ở một số khu vực nhất định trên đất nước. Tiến sĩ Nick Fox, giáo sư thần kinh học và trưởng nhóm tại Viện Nghiên cứu Chứng mất Trí nhớ Vương quốc Anh, Bệnh viện Thần kinh và Phẫu thuật Thần kinh Quốc gia, Bệnh viện Đại học London, NHS Foundation Trust cho biết, kết quả từ cuộc nghiên cứu thực sự đầy hứa hẹn. Cuộc nghiên cứu cho thấy đã đạt được việc loại bỏ amyloid nhanh chóng và ấn tượng và làm chậm đáng kể quá trình suy giảm trí nhớ. Những người có triệu chứng nhẹ hơn ở thời điểm ban đầu khi nhận sự suy giảm tốc độ tiến triển bệnh từ 30-40%, trong khi toàn bộ nhóm người tham gia thực nghiệm ghi lại sự suy giảm tốc độ tiến triển bệnh từ 20-30%. Điều này thực sự rất đáng khích lệ. Tiến sĩ Mark Orebus, trưởng nhóm tại Viện Nghiên cứu Chứng mất trí nhớ Vương quốc Anh, Đại học College London cho rằng, đây là tin đáng khích lệ cho những người mắc bệnh Alzheimer. Donanemab cho thấy sự hứa hẹn trong việc giảm đáng kể các mảng amyloid có hại trong não thường tăng cao trong Alzheimer cũng như làm chậm rõ rệt sự tiến triển của bệnh, như được chỉ ra bởi các kết quả lâm sàng. Ông cũng cho biết thêm, mặc dù có sự hứa hẹn về tác dụng của donanemab là không thể phủ nhận, nhưng điều đáng chú ý là có nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như phản ứng liên quan đến truyền dịch và các bất thường về hình liên quan đến amyloid ở nhóm donanemab so với nhóm giả dược và việc ngừng điều trị giật tác dụng phụ. Việc điều trị còn có liên quan đến việc giảm thể tích não bộ nhiều hơn và tăng thể tích tâm thất nhiều hơn. Những quan sát đã được thực hiện với các kháng thể đơn dòng tương tự nhưng cần được khám phá và hiểu biết thêm. Và đó là một trong số những nhận định của các chuyên gia trước những số liệu kết quả từ cuộc nghiên cứu mà công ty Eli Lilly đưa ra. Như chúng ta có thể thấy, mặc dù đưa ra các phản ứng tích cực, tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số mang tính chất nghiên cứu, chưa thể chứng minh hiệu quả tuyệt đối của donanemab trong thực tế điều trị. Yếu tố này cần được xem xét, cân nhắc cùng các tác dụng phụ mà thuốc có thể gây ra. Đến đây, chúng ta hãy cùng phân tích, vậy donanemab có thể tạo nên những ảnh thay đổi gì đối với xã hội? Đối với người bệnh Alzheimer, nếu như xét trên những kết quả từ những cuộc nghiên cứu về thử nghiệm, donanemab có thể tạo nên những ảnh hưởng khá tích cực đối với cuộc sống của bệnh nhân Alzheimer. Donanemab giúp làm chậm quá trình suy giảm trí tuệ và giảm tiến triển của bệnh.
Chính nhờ tác dụng này, những người ở giai đoạn đầu của bệnh hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường mà gần như không gặp bất cứ trở ngại nào về mặt nhận thức. Bệnh nhân có thể duy trì cuộc sống bình thường trong thời gian dài hơn, tự mình thực hiện các tác vụ một cách dễ dàng, giao tiếp và lao động giống như những người bình thường. Ngoài ra, điều này còn giúp họ có thêm nhiều thời gian ở bên những người thân yêu, tăng thêm những trải nghiệm vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đối với người chăm sóc, việc làm chậm quá trình tiến triển của Alzheimer ở người bệnh cũng giúp làm giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Người bệnh khi ấy chưa quá phụ thuộc vào người chăm sóc, họ vẫn có thể tự mình hoàn thành các hoạt động thường ngày. Điều này sẽ làm giảm bớt áp lực về cả mặt tâm lý lẫn thể chất cho người chăm sóc. Thứ ba, nó sẽ giúp làm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Vì nó nhận một phương pháp điều trị mới và hiệu quả có thể giúp làm giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế công cộng của Việt Nam, cải thiện chất lượng, chăm sóc và chi phí điều trị. Như chúng ta đều biết, Alzheimer là một cuộc chiến lâu dài, vậy nên việc đem lại hiệu quả tích cực ở ngay giai đoạn đầu của bệnh sẽ giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí chăm sóc, điều trị một cách đáng kể. Thứ tư, donanemab sẽ giúp làm đa dạng hóa các phương pháp điều trị. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách điều trị triệt để căn bệnh Alzheimer. Các phương pháp chủ yếu đang được áp dụng ở Việt Nam là điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Đối với điều trị dùng thuốc, người bệnh Alzheimer đa số đang được kê đơn hai loại thuốc: chất ức chế cholinesterase giúp ngăn ngừa sự giảm hàm lượng của acetylcholine, một loại chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho quá trình ghi nhớ và học hỏi, hỗ trợ việc truyền tín hiệu qua các tế bào thần kinh. Và loại thứ hai đó là memantine, giúp điều hòa hoạt động của glutamate, là một loại chất chuyển dẫn truyền thần kinh khác liên quan đến quá trình ghi nhớ và học hỏi. Tuy còn cần xem xét và đợi chờ kết quả kiểm duyệt từ FDA, nhưng những con số mà thông tin từ công ty công bố trên báo đài, chúng ta có thể đặt giả thuyết trong trường hợp donanemab thực sự đem lại những hiệu quả tích cực trong thực tế điều trị. Điều này sẽ giúp làm đa dạng hóa các phương pháp, giúp người bệnh, người nhà bệnh nhân có thể có nhiều sự lựa chọn tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và điều kiện tài chính của gia đình. Sự thay đổi thứ năm và cũng là cuối cùng mà donanemab có thể tạo ra cho xã hội đó là nó sẽ giúp làm tăng nhận thức và thông tin về Alzheimer. Ngoài việc giúp ích cho công cuộc điều trị bệnh, khi các thông tin về loại thuốc mới được truyền tải đúng cách, chúng ta còn có thể giúp nâng cao nhận thức của người dân về Alzheimer cũng như các phương pháp điều trị hiện có. Khuyến khích nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hoặc có dấu hiệu nhận biết sớm tìm kiếm được sự hỗ trợ kịp thời. Vì donanemab loại thuốc hoạt động hiệu quả ở giai đoạn đầu của bệnh, vậy nên nếu thông tin về phương pháp mới này được tiếp cận rộng rãi từ công chúng, nó có thể giúp tạo nên sự hình thành suy nghĩ nếu như được chẩn đoán sớm ta sẽ có nhiều thời gian hơn, cũng như có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc điều trị. Song hành cùng việc truyền bá thông tin về loại thuốc mới, ta có thể tích hợp tuyên truyền thêm về các dấu hiệu ban đầu của Alzheimer để mọi người ý thức đi chẩn đoán càng sớm càng tốt. Hiện tại ở Việt Nam có tới 75% người bệnh không được chẩn đoán điều trị đúng lúc. Trong giả thuyết donanemab phát huy hiệu quả trong thực tế điều trị, chúng ta có thể hy vọng vào sự thay đổi tích cực ở con số 75% này. Nói tóm lại, tính tới thời điểm hiện tại, các thông tin trên các trang truyền thông về loại thuốc mới có tên donanemab vẫn đang khá tích cực. Tuy nhiên, để thực sự chứng minh được hiệu quả của nó trên thực tế vẫn còn là vấn đề về mặt thời gian. Chúng ta chỉ có thể hy vọng đây thực sự sẽ trở thành bước ngoặt và tạo nên những sự thay đổi đáng kể trong quá trình nghiên cứu về điều trị Alzheimer trong tương lai. Có lẽ chúng ta đã đi tới điểm dừng chân của số podcast A Good News Per Day, mỗi ngày một tin tốt về donanemab. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe từ giây phút cuối cùng. Rất mong những thông tin mà tôi chia sẻ có thể giúp ích cho bạn một phần nào đó. Hy vọng bạn tiếp tục theo dõi và chia sẻ thêm podcast này tới những người có cùng chung mối quan tâm. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành.